rau muống nhà ba mình trồng nha cả nhà, nhìn rất là xanh. Vú sữa đã ra bông rất là nhiều nha cả nhà. Cả nhà ơi, mùa này nắng nước nước ao nó cạn, nó rút hết trơn, đất nứt nẻ luôn nè cả nhà. Rồi luôn nè cả nhà ơi. Rất là nhiều luôn nè. Chuối chuối chuối. Xoài rất là nhiều luôn nha các bạn. Xoài chuối nè. Mồi đâu còn câu? Có. Mở hả Khải? Miếng mồi bự chà bá luôn. Mồi này là mồi mỡ nha cả nhà. Móc nhiều vậy? Dạ, móc nhiều chó che đi câu xíu. Mồi bự quá sẽ nó ăn cũng được á.
lên vào. Dính cá ai gỡ đi. Dở lên thôi, dở lên thôi. Trời ơi, trời, tức ghê.